Vài ngày qua, trên nhiều diễn đàn mạng, những bức ảnh về cô gái trẻ với gương mặt thâm tím, sưng vù biến dạng đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cô gái tên BT sinh năm 1996, hiện đang sống tại Hải Phòng. Trên trang cá nhân, BT cũng đăng tải đoạn status có vẻ khá trầm trọng. Hết tình còn nghĩa, em còn cuộc sống, còn bố em già yếu không ai chăm sóc. Nếu anh muốn, hãy giúp em đi, em mệt rồi. Liên hệ với BT, cô gái cho biết mình vẫn đang trong khoa cấp cứu bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Theo như tờ giấy theo dõi tại bệnh viện, T có vết thương ở mặt và cổ. Bác sĩ chỉ định T phải nhập viện thêm để theo dõi các vết thương trên đầu. BT chưa được chỉ định ngày ra viện. Trong tâm trạng đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, cô gái sinh năm 1996 chia sẻ, BT quen bạn trai tên TT sinh năm 1992 cũng sống ở Hải Phòng được 3 tháng. Mới đầu cũng có tình cảm và yêu thương, nhưng sau một tháng, bạn ấy đánh em không thương tiếc. Lần đầu đánh em khâu 3 mũi ở đầu, mà miệng sưng vù. Lần hai đánh em kiểu đòn tù, không để lại vết thương, nhưng cả người ê ẩm. Lần ba là lần này đây, thì em phải vào viện như thế này. Cô gái đau khổ kể lại 3 lần người yêu đánh chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi yêu nhau. PT khẳng định tất cả nguyên nhân khiến cô bị ăn đòn đến nông nỗi này đều vì bạn trai ghen tuông. Sau 3 lần đánh bạn gái đến mức nhập viện, gia đình TT cũng qua gặp bố mẹ PT, nhưng PT cho biết bố mẹ không cho TT tiếp xúc với con gái mình nữa. Liên hệ với chàng trai có tên TT, người này xác nhận PT là bạn gái mình và chuyện xảy ra đều không ai mong muốn. TT cũng cho biết gia đình hai bên đã gặp nhau, còn cô gái sau lần này đã từ chối tiếp tục quan hệ yêu đương với cậu. Ngoài ra, TT không muốn nói thêm về việc ra tay khiến bạn gái phải nhập viện. Sự việc vẫn đang được dư luận quan tâm bởi những bức ảnh bị người yêu đánh đến mức biến dạng gương mặt của BT hiện đang được cư dân mạng truyền tay nhau chóng mặt. BT cho biết cô không hề biết người yêu mình là kẻ vũ phu và vẫn hy vọng có thể thay đổi được anh ta nếu như không có lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng khi cô bị đánh tới mức phải nhập viện như thế này.